chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái địa điểm mình để mình đi chơi. Đó là Bãi Rạng Nam Ô. Sau đây mình sẽ đi lượt để cho các bạn thấy cảnh đẹp như thế nào nhé. Có khô rồi chị? Tư. À có tư vậy? Rửa. À rửa. Kéo thuyền lên đã sợ biển động rồi bác. Biển động không? Dạ. Thì sao đó? Dạ. Kéo lên đây đảm bảo ở đây. Cũng chưa bảo đảm nữa. Chiều giờ chú có sáu không biết nữa. Dạ. Chiều chắc có rồi kéo thêm. Có rồi kéo thêm.